Thái, 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 làm gì vậy? Ủa, chị quên hả? Quên gì? Chị quên thiệt luôn hả? Ừ, sao? Cuối tuần này có sự kiện á. Sự kiện gì? À, vào ngày 27, 28 thì mình có sự kiện lấy thử ở Đồng Tháp với lại An Giang. Thật đó hả? Thiệt, chị quên hả? Ừ. Sự kiện lấy thử của Volkswagen sẽ diễn ra vào cuối tuần này, vào ngày 27 tháng 7 và 28 tháng 7 tại Đồng Tháp và An Giang. Chị nhớ chưa? Cuối tuần này có sự kiện lấy thử đó. Ừ, chị biết rồi. À. Đó, chị thấy chưa? Chưa hết việc này nữa là có tới việc khác nữa rồi. Sếp kiếm rồi. Rồi rồi, đi 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 đi. Thái, Thái, đi đâu vậy? Xong làm nữa đi. Gì? Làm gì nữa? Chuẩn bị mấy cà thẻ kìa. Khó chịu vô cùng. Nè, máy cà thẻ nè. Xong việc rồi nha. Và bấm lại nha. Và mọi thứ đã sẵn sàng cho sự kiện lễ thử cuối tuần này vào ngày 27 tháng 7 và ngày 28 tháng 7 tại Đồng Tháp và An Giang. Hẹn gặp lại mọi người nhé.